Xin chào cả nhà. Số ngồi ở Hải Phòng bên em lại tiếp tục lên sóng cho các bác một em nồi áp suất Tefal các bác nhé. Con này với dung tích là 6 lít các bác này. Đấy. Con này đun từ ok nhé các bác nhé. Dòng này bên em lên rất nhiều rồi. Toàn bộ phần lắp nhựa bên trên không vỡ, không nứt, không cháy. Van xả zin 100%, tay chân đẹp nhé các bác nhé. Không cháy bất kỳ chỗ nào. Tem mác còn nguyên đầy đủ, inox đẹp sáng bóng luôn. Đấy. Gioăng zin 100% luôn nhé các bác nhé. Dòng gioăng này là dòng gioăng dày, các bác đun cực kỳ yên tâm luôn. Đây lồi bên trong các bác nhìn này. Đấy, inox đẹp sáng bóng luôn. Đấy. Đây các bác nhìn nhá, inox sáng bóng luôn, soi được gương luôn, tay chân này. Mới kính con. Make in Pháp 6 lít nhá các bác nhá, tay không cháy, không vỡ, không đứt. Đấy, lòng bên trong đẹp luôn. Đấy trên này tí em vệ sinh thêm nữa là sạch luôn nhá các bác nhá. Đây lòng bên trong này. Mới cực. Không một vết xước luôn, con này lòng không một cực kỳ ít xước. Kín luôn nhá các bác. Đấy. Lồi bên em đã test kín hơi nhanh nhừ, bảo hành cho các bác 3 tháng. Lòng bên trong đẹp, van xả zin, gioăng zin 100% các bác nhá. Này, nồi đẹp không? Đấy, toàn bộ phần nắp nhựa bên trên không vỡ, không nứt, không cháy. Lồi bên em đã test kín hơi nhanh nhừ nhá, bảo hành cho các bác 3 tháng. Khi đun áp căng cái phao này nó đẩy lên này, hơi thừa nó sẽ được đẩy qua đây nhá các bác nhá. Các bác đặt sơ để số 1 này là linh này, về cái hình như cây thông này là xả hơi đi, và về cái hình chấm trắng này, đối diện cái chấm trắng này là vệ sinh van nha các bác nhé. Đấy, khi đun áp căng này, phao đỏ nhô lên, hơi thừa bắt buộc sẽ được đẩy qua đây. Con nồi này đẹp lắm các bạn, gần như mới luôn. Đây, mới không. Con này em bán nha các bác, giá 1950 nha các bác nhé. Bao ship bảo hành cho các bác 3 tháng. Bao ship đầy lội đẹp lắm các bác. Inox đẹp sáng bóng, tay chân đẹp. Bọn này đun từ ok nhé các bác nhé. Dung tích là 6 lít, hàng dày dặn này. Van zin, gioăng xả zin 100%. Bác nào lấy thì cọc trước cho em 100.000, còn lại nhận hàng được kiểm tra hàng và thanh toán ạ. Bác nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Rồi em xin chào các bác ở các video sau ạ.